Thưa quý vị, từ đầu tháng 7 đến nay, giá tôm thương phẩm trên thị trường phía Nam liên tục lao dốc và hiện giảm 30% so với đầu năm. Song song đó, thời tiết nuôi tôm không thuận lợi khiến nông dân gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại một số vùng nuôi tôm tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Toàn bộ tôm trong 23 ao nuôi này đã xuống giống được hơn một tháng, với giá tôm hiện chỉ dao động từ 110 đến 120.000 đồng một kg, loại 30 con một kg và tiếp tục có xu hướng giảm khiến chủ ao đứng ngồi không yên. Thì cái giá tôm rất thấp, thiệt hại cho người nuôi. Nếu nuôi mà thành công, đa số là chỉ vừa đủ về vốn thôi. Mà nếu mà kéo dài thì có thể là cái người nuôi hơi điêu đứng, là có thể người ta sẽ giảm cái sức nuôi xuống, không dám nuôi nhiều. Hơn một tháng nữa, hai farm tôm của hợp tác xã này đến kỳ xuất bán với sản lượng từ 20 đến 30 tấn, với giá tôm hiện tại đang bằng với giá thành sản xuất. Nếu tiếp tục giảm, nguy cơ thua lỗ của người nuôi là rất cao. Giá tôm hiện nay đang biến động rất lớn, biến động giảm. Hiện nay thì giảm 1kg tôm thì nó giảm khoảng từ 40 đến 50 ngàn đồng trên một ký. Tới lứa thì phải bán thôi, thật sự ra mình để lâu không được. Để lâu thì cái chi phí nó tăng lên, thì cái giá thành của mình làm trong một vụ thì nó ảnh hưởng rất lớn trong cái phần doanh thu lợi nhuận. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 2.900 hecta tôm, tổng sản lượng tôm nuôi 6 tháng đầu năm đạt 4.100 tấn, trong đó tôm thẻ chân trắng chiếm gần 80%. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do đang chính vụ thu hoạch trên cả nước nên nguồn cung vượt cầu. Cùng với đó, thị trường xuất khẩu khó khăn, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm giảm, thu mua khiến giá tôm giảm mạnh. Trước thực tế này, ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo người nuôi cần theo dõi sát thị trường, tránh thu hoạch ồ ạt, có thể xem xét nếu đảm bảo các yếu tố về môi trường, dịch bệnh, thực hiện thu tỉa dần từng đợt, số lượng tôm còn lại trong ao nuôi có môi trường thuận lợi tăng trưởng nhanh hơn, góp phần tăng kích cỡ khi thu hoạch để tăng giá bán, nâng cao hiệu quả nuôi. Thưa quý vị, vào chiều ngày 18 tháng 7 tại Bến Tre, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về EU Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định EU trên địa bàn tỉnh. Và cũng theo báo cáo của ngành nông nghiệp Bến Tre, tỉnh này hiện có trên 3.000 tàu cá và đáng lưu ý là tàu thuộc diện 30 là gần 1.200 chiếc và 32 tàu đang đăng ký nhưng chủ tàu cải hoán và không có văn bản chấp thuận. Cục Kiểm ngư đề nghị tỉnh Bến Tre mở đợt cao điểm để rà soát số tàu chưa đăng ký, đăng kiểm, mất giấy phép hay còn gọi là tàu 30, đồng thời kiến nghị lực lượng biên phòng kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất và nhập bến. Thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã ban hành chính sách hỗ trợ chủ tàu, đồng thời ký kết các quy chế phối hợp trong quản lý tàu cá và chống khai thác IUU. Tỉnh này hiện có 2.006 trên 2.034 tàu cá thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát, đạt 98,6%. Trong đó, tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát là 28 tàu. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng Bến Tre có tiềm năng rất lớn về thủy sản, tuy nhiên thời gian qua công tác triển khai chống IU của tỉnh chưa có chuyển biến trên nhiều mặt, cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị thời gian tới Bến Tre tăng cường quản lý chặt đội tàu cá, nhất là các tàu có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Tỉnh tập trung hoàn thành đăng ký quản lý tàu 30 theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xử lý nghiêm các tàu vi phạm, tăng cường công tác giám sát tàu cá trên biển, quản lý tốt tàu cá mất kết nối giám sát hành trình. Thưa quý vị, cùng với hoàn thiện khung pháp lý thì việc kiểm soát ngăn chặn tàu cá và ngư dân đi đánh bắt bất hợp pháp trên vùng biển nước ngoài luôn được Việt Nam coi trọng. Xem đây là vấn đề tiên quyết trong việc gỡ bỏ được thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam hay không. Chính sự vào cuộc quyết liệt này đã làm thay đổi nhận thức của ngư dân. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên tại Quảng Ngãi. Ngư dân Nam giờ đã nhận ra bài học thấm thía cho mình sau chuyến đánh bắt trái phép trên vùng biển Australia. Bị bắt giữ và bị tiêu hủy tàu, anh trở về quê với hai bàn tay trắng. Đóng lại con tàu mới tiếp tục nghiệp biển, được tuyên truyền về những vi phạm trong khai thác IUU, anh đã từ bỏ hành vi đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Giờ đây mình thấy hậu quả thôi, bây giờ cũng đỡ biết rồi, tốt nhất là đi làm ở vùng biển của Việt Nam mà. Nếu cái lợi thì nó chỉ có tức thời thôi, nhưng còn có nguy hiểm rồi, có tiệt hệ rất con lắm. Các địa phương đã lên danh sách quản lý chặt các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, nhất là đối với 17.000 tàu cá thuộc diện 30, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm để ngăn chặn ngay từ trong bờ.
xử lý rất nghiêm các cái trường hợp vi phạm nhằm để mà răn đe các cái trường hợp mà có cái tư tưởng hoặc là có cái dấu hiệu và hành vi để mà vi phạm cái vùng biển của các nước để khai thác hải sản. Cả nước có gần 29.000 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ trên 98%. Thiết bị giám sát được kiểm soát 24/24, tạo thuận lợi trong việc quản lý đội tàu, theo dõi, kiểm soát và giám sát hoạt động tàu cá. Mở giám sát 24/24 để báo về vị trí tầm bờ, cho biết tàu mình là theo thoát ở đâu và đang ở đâu, để không vi phạm vùng biển ở nước ngoài. Nói về thực chiến ấy, cái hành vi hành động đấy là quản lý đội tàu, giám sát đội tàu thì phải chỉ rõ được là đang nằm ở đâu, địa chỉ nào. VEC người ta yêu cầu là tàu nằm bờ cũng phải bắt định vị. Nhưng đây nằm bờ có trường hợp không đi khai thác được, phải xác minh được là cái vị trí đấy thì phải rà soát. Từng bị EC cảnh báo là quốc gia nóng chuyện tàu cá khai thác bất hợp pháp, thì nay vi phạm này đang dần được đẩy lùi. Dù chưa triệt để vì hiện nay vẫn còn một số tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ do đánh bắt trái phép, nhưng Việt Nam vẫn duy trì và coi vấn đề ngăn chặn đánh bắt bất hợp pháp, tiến tới chấm dứt vi phạm này của ngư dân. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đang làm việc với World Bank và 12 địa phương để hoàn thiện ý tưởng dự án vốn vay, hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và Bộ cũng đã tổ chức triển khai 7 mô hình thí điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng trong 3 vụ và đến vụ đông xuân năm 2025 sẽ tổng kết để Bộ công nhận hệ số phát thải từ sản xuất lúa, đồng thời rà soát tiến độ triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Theo đánh giá ban đầu, mô hình canh tác lúa thuộc đề án trong vụ hè thu năm 2024 tại thành phố Cần Thơ đã mang lại những kết quả tích cực, như tổng chi phí đầu vào giảm từ 10 đến 15%, trong đó lượng giống sử dụng giảm từ 2 đến 2,5 lần, giảm 30% lượng phân bón, giảm từ 30 đến 40% lượng nước tưới. Năng suất lúa của mô hình thí điểm đạt từ 6,13 đến 6,51 tấn trên 1 hecta, so với mức 5,89 tấn trên 1 hecta của mô hình đối chứng. Lợi nhuận mô hình thí điểm đạt từ 21 đến 25,8 triệu đồng một hecta, cao hơn từ 1,3 đến 6,2 triệu đồng một hecta so với mô hình đối chứng. Mô hình thí điểm đã giúp giảm 2 tấn khí CO2 trên một hecta so với mô hình đối chứng lấy rơm rạ khỏi đồng ruộng và giảm 12 tấn khí CO2 trên một hecta so với mô hình đối chứng ngập liên tục áp dụng phương thức vùi rơm rạ.